bất ngờ sự thật về hộ pháp Kim Cang đi theo thầy Thích Minh Tuệ. Quý vị thân mến, trên mạng xã hội dạo gần đây đang đồn thổi về thầy Thích Minh Tuệ tự tu theo cách thức hạnh đầu đà, nhưng đồng thời các thế lực thù địch cũng lợi dụng để rêu rao các luận điệu chia rẽ các tôn giáo. Từ một người vô danh tự nhận đang tập học theo lời Phật dạy và đầu trần chân đất đi bộ từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, Thích Minh Tuệ được các YouTuber, TikToker, Facebooker săn đón, thổi lên thành hiện tượng mạng. Cũng như mấy ngày nay bất ngờ xuất hiện một vị gọi là hộ pháp Kim Cang đi theo và bỗng dưng trở thành người phát ngôn hộ thầy. Và người này hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, tán thưởng vì có hành động bảo vệ thầy hay đuổi thẳng cổ người được cho là có tâm địa xấu. Vậy sự thật đằng sau câu chuyện này là gì? Hộ pháp Kim Cang đó thật sự là ai? Quý vị hãy cùng ngẫm thế gian đi tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị, trước khi đi theo thầy Minh Tuệ, Kim Cang hộ pháp có giới thiệu mình là một doanh nghiệp, bỏ lại tài sản cho vợ con và đi theo thầy. Chắc quý vị cũng đã xem qua clip mà hộ pháp Kim Cang đuổi hai người áo trắng có sự khả nghi, không cho đi cùng, và trong clip ông dùng rất nhiều những từ phản cảm không phù hợp với giáo hội Phật giáo như là bố láo, luyên thuyên hay nói thầy bảo tống cổ, khiến cho nhiều người nghĩ là thầy Minh Tuệ xua đuổi người khác. Điều này là không đúng với bản chất của một người tu hành. Đây là một điều tối kỵ vì hiện nay có rất nhiều người ủng hộ thầy Minh Tuệ, nhưng cũng có rất nhiều thế lực thù địch phe phái phản động chỉ trực chờ nói xấu thầy, nói xấu giáo hội Phật giáo. Về hiệu ứng truyền thông, thầy Minh Tuệ giống như một viên ngọc tỏa sáng ở đạo hạnh chân tu, thì bỗng chốc ông Kim Cang có những phát ngôn không phải của người tu hành kéo xuống. Với góc nhìn khác, nhiều người có thể khen và thấy ông Kim Cang hộ pháp này mạnh mẽ, đang bảo vệ thầy. Thế nhưng thầy không cần bảo vệ theo cách đó. Nếu những người đi theo muốn bảo vệ thầy thì hãy làm giống như những gì thầy đang tu. Nhìn chung, người gọi là Kim Cang hộ pháp này có một đức tính rất chân thật, thẳng thắn và có nhu cầu theo thầy và bảo vệ thầy, nhưng chỉ có phát ngôn chưa phù hợp. Nếu muốn tốt cho thầy thì nên hạn chế lại những ngôn ngữ phản cảm không phù hợp với một người tu hành chân chính. Trước đó, Thích Minh Tuệ đã thực hành hạnh đầu đà được 6 năm và 4 lần đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại. Các chuyến chân trần xuyên Việt trước đây của ông không gây ra sự ồn ào nào. Lần này chính ông cũng nói rằng bản thân không chủ động lôi kéo sự chú ý của dân chúng. Khi có người xin đi theo về Hà Giang, ông đáp: "Nếu thấy an lạc, hạnh phúc thì cứ đi, con không mời cũng không xua đuổi ai cả." Thế nhưng giờ đây quá nhiều sự ồn ào phản cảm nên thầy đành phải lên tiếng rằng: "Con đề nghị tất cả mọi người ra về, con không cần hộ pháp, không cần được tiếp tế đồ ăn uống và từ hôm nay con sẽ không nhận, chỉ nhận khi dừng lại khất thực ở một ngôi nhà nào đó." Theo cá nhân tôi thấy rằng, bản thân thầy có thể chọn lựa theo hai cách, đó là tách riêng ra hoặc là ở ẩn một thời gian bởi số lượng người theo càng lúc càng đông và ồn ào, cũng như không biết trong đó thật giả như thế nào. Trong giáo pháp của Đức Phật có 84.000 pháp môn tu, Thích Minh Tuệ chọn cách hạnh đầu đà là quyền lựa chọn riêng của ông. Những người khác chọn pháp tu khác cũng là quyền của họ, không có sự đúng sai hơn kém ở đây. Để lôi kéo người dùng mạng vì mục đích bán hàng, muốn được chú ý hay do bị chi phối bởi động cơ nào đó, một số YouTuber, TikToker, Facebooker đã làm quá lên về Thích Minh Tuệ, kích động tính hiếu kỳ của mọi người, nhất là giới trẻ. Hùa theo đám đông, chạy theo trào lưu, nhiều người đón lõng sư thầy đi bộ, rồng rắn đi theo cả một quãng đường dài, xô đẩy, tranh chỗ đứng gần ông để chụp ảnh quay phim. Cảnh tượng lộn xộn đó gây phản cảm và phản tác dụng với mong muốn của chính Thích Minh Tuệ. Không bỏ lỡ cơ hội, những thế lực thù địch đã lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để chống phá chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trên mạng xã hội. Mục đích đầu tiên mà thế lực thù địch nhằm tới là chia rẽ các tôn giáo với Đảng, Nhà nước. Chúng gieo rắc, thổi phồng mâu thuẫn, tranh chấp để khẳng định rằng tôn giáo và chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam không thể song hành, đánh tráo khái niệm bằng cách tuyệt đối hóa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, không chịu bất cứ sự ràng buộc, chế tài xử phạt nào. Bịa đặt rằng Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo. Trong vụ việc Thích Minh Tuệ, nếu đám đông quay quanh sư thầy đi bộ,
gây lộn xộn và cơ quan chức năng phải can thiệp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thì các thế lực thù địch sẽ rêu rao, công an cản trở, nhà sư hành đạo. Mục đích thứ hai của thế lực thù địch là chia rẽ giữa người theo đạo và người không theo đạo, chia rẽ các tôn giáo với nhau, gây mâu thuẫn bên trong từng tôn giáo nhằm làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta. Trong vụ việc Thích Minh Tuệ, trên mạng xã hội đã xuất hiện những luận điệu gây mâu thuẫn giữa Phật giáo và Công giáo, bài xích Giáo hội Phật giáo Việt Nam, so sánh thiếu thiện chí giữa nhà sư đi bộ với hàng chục nghìn tăng ni đang hưởng lạc trong chùa to cổng kín, coi khổ hạnh là chánh pháp, là pháp tu duy nhất đúng. Mục đích thứ ba là cổ suý, anh hùng hóa các hiện tượng mạng xã hội theo hướng đối lập với những giá trị truyền thống. Trong vụ việc Thích Minh Tuệ, bên cạnh sự nồng nhiệt thái quá của mạng xã hội, thì các thế lực chống phá bên ngoài đang ra sức tô vẽ rằng ông này gợi nhớ hình ảnh của Đức Phật năm xưa, rêu rao rằng hiện nay người dân Việt Nam đã bắt đầu thấy cần thiết phải có Đức Phật trong trái tim hay trong ngôi nhà của mình. Hình ảnh sư Thích Minh Tuệ chân đất, trên người khoác một bộ y làm từ các mảnh vải vụn chắc vá, tay cắp lõi, một chiếc nồi cơm điện, lang thang trên các nẻo đường để tu học khiến cho nhiều người xúc động gọi ông là bậc chân tu. Trong lịch sử, kể từ thời Đức Phật hơn 2.500 năm trước đến nay, tôi nghĩ cũng có nhiều vị đã từng thực hành những hạnh như thế. Nhưng trong thời kỳ 4.0 này thì trường hợp của Thầy Minh Tuệ là rất hiếm. Trong nhiều video trên mạng xã hội, có thể thấy hàng trăm người dân đã đổ ra đường để được tận mắt chứng kiến hiện tượng sư Minh Tuệ. Trong một video được quay tại thành phố Thanh Hóa mới đây, nhiều người dân đã tổ chức quét đường để chờ sư đi qua. Một video khác quay cảnh hàng chục YouTuber, TikToker quay quanh sư Tuệ để quay phim chụp ảnh nhất cử, nhất động của ông. Rất nhanh chóng, tiểu sử của sư Minh Tuệ cùng con đường tu học của ông tràn ngập trên mạng xã hội. Theo các mô tả được phổ biến hiện nay, sư Minh Tuệ từng là lớp trưởng thời phổ thông. Ông bắt đầu con đường tu hành từ năm 2015. Thoạt tiên ông tu tại gia, sau đó xuất gia. Đến năm 2018, ông rời chùa, khởi sự tu 13 hạnh đầu đà và bộ hành khất thực từ Nam Chí Bắc. Trong các video trên mạng xã hội, sư Minh Tuệ luôn xuất hiện với nụ cười hiền lành và dáng vẻ cách nói chuyện khiêm nhường. Ông nói ông không phải là sư, không tu ở bất cứ chùa nào. Ông đi bộ để rèn luyện sức khỏe và làm theo lời Phật dạy. Con là người Việt Nam, đi tập học theo lời Phật dạy, không nhận tiền bạc của ai dưới bất kỳ hình thức nào. Họ cho ngày một bữa vào buổi sớm thì con sẽ không nhận nữa. Con không phải là sư hay là thầy gì cả, không thuộc giáo hội gì, không Nam Tông hay Bắc Tông. Ông Thích Minh Tuệ nói trong một video do người dân ghi lại được đăng trên TikTok. Khi có người hỏi tại sao ông không tu ở một chùa nhất định nào đó, ông Minh Tuệ trả lời: có người đang ở nhà yên lành thì bỏ nhà đi vào chùa, có người vào chùa rồi thì lại bỏ chùa mà đi, không còn mê đắm gì nữa. Sự cuốn hút của sư Thích Minh Tuệ đã khiến các hội đoàn Phật giáo do nhà nước quản lý lên tiếng. Ngày 16 tháng 5, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi công văn đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh, thành phố. Công văn viết: trong những ngày qua, trên mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter xuất hiện rất nhiều hình ảnh clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Qua tìm hiểu xác minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở, tu viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam cũng ra thông báo, ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quý vị thân mến, Việt Nam thuộc nhóm 12 quốc gia trên thế giới và 6 quốc gia ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao. Đây không phải là sự tự đánh giá của chính phủ ta mà là kết quả khảo sát của Viện Diễn đàn Pew có trụ sở ở Mỹ. Còn theo Ban Tôn giáo Chính phủ, nước ta có 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm 27% dân số. Đạo Phật là tôn giáo lớn nhất, có hơn 14 triệu tín đồ, sở hữu 18.544 ngôi chùa với gần 55.000 tăng ni đang tu hành. Công giáo xếp thứ hai với hơn 7 triệu tín đồ và 7.771 cơ sở thờ tự. Đạo Tin Lành và Đạo Cao Đài đứng thứ ba và thứ tư về số lượng tín đồ. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và người dân được tự do lựa chọn tôn giáo, lựa chọn tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng.
Năm 2023, nhà nước ta công nhận 6 tôn giáo với 15 tổ chức, 17 triệu tín đồ, khoảng 20.000 cơ sở thờ tự, 34.000 chức sắc, 78.000 chức việc. Đến năm 2022, nhà nước ta công nhận 16 tôn giáo với 43 tổ chức, 26,5 triệu tín đồ, hơn 53.000 chức sắc, khoảng 135.000 chức việc, hơn 29.000 cơ sở thờ tự. Trong số 16 tôn giáo được nhà nước chính thức công nhận thì có tới 9 tôn giáo từ nước ngoài được du nhập vào Việt Nam, bao gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Bà La Môn, Hồi giáo, v.v. Nhà nước bảo đảm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo. Cả nước hiện có 62 cơ sở đào tạo tôn giáo tại các địa phương. Luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo nhưng cũng nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo. Điều 24 của Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam quy định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Còn điều 6 của luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 quy định các hành vi bị nghiêm cấm, xâm hại quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội, môi trường, xâm hại đạo đức xã hội, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo với người không theo tín ngưỡng tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Những ngày này, đồng bào Phật giáo trên cả nước cũng đang hân hoan đón mừng Đại lễ Phật Đản hàng năm. Đây là một trong những minh chứng về việc Đảng, Nhà nước ta luôn đảm bảo đưa những quy định của pháp luật về quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng vào thực tế đời sống, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Điều đó cũng đồng nghĩa những vi phạm pháp luật về tôn giáo tín ngưỡng cũng sẽ phải bị xử lý nghiêm. Vậy qua sự việc của Thầy Thích Minh Tuệ, quý vị hiểu thế nào về khất thực? Khất thực từ lâu được xem là một truyền thống tốt đẹp, là pháp hành cao quý của mười phương chư Phật và của chư vị Tăng Ni. Khất thực là một pháp môn phương tiện để giúp cho những giáo đoàn sa môn hay những cá nhân sa môn du hành trong xứ Ấn Độ thời cổ đại có được một đời sống giải thoát, tạo nên tiền đề cho việc tìm cầu chân lý từ thời bình minh của hạnh tha phương, cầu đạo hay là tha phương hóa đạo. Đối với một người có một chút suy tư sâu xa thì khái niệm xin không tách rời khỏi khái niệm cho, khái niệm học tách rời khỏi khái niệm dạy. Người khất thực vừa xin vừa cho, vừa học vừa dạy theo chủ trương xin vật chất cho lại tinh thần, học từ nơi tất cả chúng sinh, dạy lại tất cả chúng sinh tùy theo nhân duyên cảnh ngộ. Chữ khất sĩ được phân tích một cách chính thức bởi vì tổ sư khai sơn của hệ phái khất sĩ thành ra hai vế khất là xin, sĩ là học. Video này hướng về ý nghĩa của khất thực nên sẽ không phân tích xa hơn về mối quan hệ học dạy của người khất sĩ mà phân tích ý nghĩa việc xin cho của người khất sĩ. Người khất sĩ vừa xin vừa cho, vừa học vừa dạy theo chủ trương xin vật chất cho lại tinh thần, chỉ ít thì cũng tạo điều kiện giúp có cơ hội để gieo một duyên lành nào đó, cơ hội để mài mòn bớt lòng bòn sèn, ích kỷ và cũng tự cho mình một cơ hội để mài mòn cái ta. Cái ta này bình thường thì nó tự động to lớn ra, vì vậy người có cái ta ít khi được điều phục, chế ngự thì thường gây nên hầu hết tất cả những bi kịch trong gia đình và trong các tổ chức xã hội mà người đó có mặt. Có thể nói rằng cái ta ở đâu thì tai nạn khổ đau có mặt ở đó, nếu cái ta đó không được chế ngự. Và cái tát này thường được sự giàu có, chức tước và uy quyền nâng cấp. Ở các nước Phật giáo Nam Tông, Nguyên Thủy, Chư Tăng mỗi ngày đều đi khất thực. Phật tử chuẩn bị sẵn thực phẩm chờ Chư Tăng đi qua để dâng cúng. Hoặc Phật tử chuẩn bị thực phẩm mang đến chùa, viện sớt bát, cúng dường Chư Tăng trước giờ thọ trai. Riêng tại xứ ta, phần lớn theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa, Chư Tăng Ni không đi khất thực mà nấu ăn tại chùa. Ngoài ra còn có hệ phái Phật giáo Nam Tông và khất sĩ, Chư Tăng vẫn tùy duyên duy trì hạnh tu khất thực. Nói tùy duyên bởi vì không phải chư vị khất thực hàng ngày, phần lớn vẫn nấu ăn tại chùa viện như Chư Tăng, Phật giáo Bắc Tông. Thời Phật,
Chư Tăng khi đi khất thực thường ngậm nước trong miệng để tỉnh khẩu. Nếu thí chủ cúng giảng thức ăn thì Chư Tăng âm thầm nhận, không trả lời bất cứ câu hỏi dư thừa, không ích lợi nào. Đã từ lâu giáo hội ra thông bạch, đề nghị Chư Tăng không đi khất thực nữa để tránh tình trạng người ta khoác áo vàng ôm bình bát, giả làm tu sĩ đi khất thực. Tuy nhiên dù đã có thông bạch của giáo hội, nhưng vẫn có một số thầy tu thực hành hạnh khất sĩ. Vậy để làm sao phân biệt là sư thật hay sư giả? Khất thực chính là xin thức ăn. Nếu là các vị thực hành hạnh khất sĩ thì điều căn bản nhất để phân biệt là vị đó sẽ không nhận tiền, chỉ nhận thức ăn vừa đủ trong bình bát. Nếu thức ăn trong bình bát vừa đủ thì vị thầy đó sẽ đẩy bình bát ra về và ăn trong chánh niệm vào đúng giờ ngọ, tức là khoảng 11 đến 12 giờ trưa. Ngoài ra, các vị khi đi khất thực rất oai nghi, đi thẳng, không dừng lại, xin ai, không nói năng đòi hỏi gì ở người khác. Thời Phật, Chư Tăng khi đi khất thực thường ngậm nước trong miệng để tỉnh khẩu. Nếu thí chủ cúng dường thức ăn thì Chư Tăng âm thầm nhận, không trả lời bất cứ câu hỏi dư thừa, không ích lợi nào. Chỉ khi tín chủ nói, thưa ngài, con có chuyện buồn trong gia đình, con có chuyện đau khổ, con không biết phải tu tập thế nào cho đúng, thì vị tăng kia mới quay đi nhổ nước trong miệng ra và giải đáp thắc mắc cho thí chủ, xong rồi mới đi tiếp. Khi khất thực vừa đủ, vào đúng ngọ, thì chú nguyện và hồi hướng công đức rồi bắt đầu ăn hết phần thức ăn ấy. Vì nếu chúng ta thấy vị nào đi khất thực không đúng với truyền thống thì chúng ta không bố thí, hoặc giả vị nào đó khi chúng ta cúng thức ăn lại nói không cần thức ăn mà hãy cúng tiền cho tiền thì chúng ta biết ngay đó là người giả sư khất thực. Hiện nay có một số chùa cũng thỉnh thoảng tổ chức ngày lễ sớt bát, nhưng Phật tử dùng phong bì tiền bỏ vào trong bình bát hay để trên nắp bình bát thì đó cũng là cúng dường không đúng pháp. Thông qua các cách thức sinh hoạt khất thực của các nhà sư đã làm cho khất thực không chỉ đơn thuần là một loại sinh hoạt tín ngưỡng mà nó còn là một hình thức sinh hoạt văn hóa. Chính vì thế mà khất thực được nâng lên thành văn hóa khất thực. Nét đẹp đó được thể hiện ở các khía cạnh chủ yếu sau. Khất thực là một loại hoạt động diễn ra hàng ngày trong đời sống và trở thành hình ảnh vô cùng thân thiết gần gũi với mọi người. Hình ảnh tăng đoàn đi khất thực tạo nên một cảm xúc mạnh mẽ đối với cả cộng đồng vì họ là những người đại diện cho Đức Phật ở thế gian để truyền bá hướng con người đến những điều đúng đắn nhằm cứu vớt họ khỏi những khổ cực trong cuộc sống nơi trần thế. Tính cộng đồng ở đây không chỉ đơn thuần là một tập thể sinh sống trong cùng một khu vực mà nó còn thể hiện ở chính những người cùng nhau tu hành, cùng nhau giác ngộ. Đó là khi đi khất thực thường đi thành từng nhóm, không khi nào đi riêng lẻ từng cá nhân. Mỗi cá thể là một thành tố tạo nên một nhóm, thế là một thể thống nhất nối tiếp nhau từng bước từng bước. Người sau đi theo người trước, khi một người dừng thì những người còn lại cũng đều dừng theo, tạo nên một quy tắc, một ý thức tập thể. Các nhà sư bước đi nhẹ nhàng trong im lặng, thong thả với chánh niệm cầu xin pháp nơi Đức Phật và nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ đến đối với bá tánh. Pháp ở đây cầu xin không phải chỉ để riêng cho bản thân mình thọ hưởng mà còn là sự san sẻ cho những người bạn cùng tu với mình. Điều đó còn thể hiện sự tiếp nối chính pháp, sự kết nối trong đời sống tâm linh giữa các thành viên trong tăng đoàn, cùng san sẻ phước báo với nhau và còn là cách thức để khuếch tán cũng như củng cố đức tin trên con đường tu tập. Thông qua hình thức trì bình khất thực mà mối quan hệ giữa những người thầy, những người hướng dẫn đời sống tâm linh và bá tính trở nên gần gũi hơn, không còn có sự phân biệt hay bất kỳ một khoảng cách nào. Các nhà sư cũng như mọi người bình thường, họ có thể nhìn thấy tận mắt và nhìn thấy hàng ngày, chứ không cần phải đứng từ xa hay chỉ vào những dịp lễ tiết quan trọng mới có thể nhìn thấy. Điều này giúp mang đạo lại gần với đời và phản ánh đời một cách chân thật và chính xác. Vì do tiếp xúc hàng ngày nên các nhà sư có thể hiểu và cảm thông cho những khó khăn trong cuộc sống của người dân thế tục. Các Phật tử tại gia nhìn thấy sự gian nan vất vả của các sư trong quá trình tu hành ngộ đạo. Đó là sự đồng cảm cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Cả nhà sư và Phật tử tại gia đều muốn hướng đến cùng chung một mục đích, đó là được giải thoát khỏi cuộc sống hiện tại, nhưng cách thức thể hiện thì lại khác nhau. Mặt khác, mối quan hệ cho và nhận này là sự tương tác với nhau mà cả hai đều có lợi. Nhà sư có tương quan với Phật tử để hướng đến con đường giải thoát, Phật tử cần nhà sư để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp.
Phật giáo ra đời cùng thời với nhiều tôn giáo lớn khác trên thế giới, nhưng có thể nói ở những nơi Phật giáo đặt chân đến, chưa bao giờ Phật giáo là công cụ cai trị xã hội. Tuy có trở thành quốc giáo ở một số nơi, nhưng Phật giáo chỉ là chỗ dựa về mặt đời sống tinh thần, chưa bao giờ phải nhuốm màu sắc chiến tranh hay chính trị. Điều đó chứng tỏ rằng Phật giáo có một hệ tư tưởng nhân văn, mềm mỏng và linh hoạt, và một trong những giá trị nhân văn đó được thể hiện qua hình thức trì bình khất thực. Trong Phật giáo, các bá tính đều có vị thế ngang nhau, đều là những người đang cần được cứu vớt khỏi cuộc sống khổ cực nơi trần thế. Trì bình khất thực mang lại cơ hội như nhau cho tất cả mọi người, ai ai cũng có thể tiếp cận nguồn phước báu nơi Đức Phật. Dù đó là người giàu hay là kẻ ăn mày thì cũng đều được chia sẻ nguồn ơn đó. Điều đặc biệt là đối tượng chủ yếu hướng đến khi đi khất thực chính là những người nghèo khổ, không có điều kiện để hưởng ân đức của Phật. Trong xã hội, vốn dĩ đã tồn tại nhiều sự bất công. Một khi sự phân hóa giữa người giàu kẻ nghèo càng lớn thì xã hội ấy lại càng bấp bênh. Đã bất công trong đời sống vật chất, nay cả chỗ dựa tinh thần cũng không được đảm bảo thì sẽ dễ dàng dẫn con người đến những suy nghĩ bất cần mà từ đó nảy sinh những hành động tiêu cực gây nguy hại đến xã hội. Do đó mà những người khất sĩ đã chọn cuộc sống làm kẻ ăn xin của mọi người để cảm nhận và thấu hiểu nỗi khổ của những người sống cuộc sống cơ cực thấp hèn. Phải cân bằng giữa cái ăn và sự sống thì mới có thể xóa được những rào cản giàu nghèo hay sự phân hóa trong xã hội, làm cho xã hội ấy trở nên tốt đẹp hơn. Xuất phát từ việc muốn cân bằng sự sống và cái ăn trong xã hội mà sinh hoạt khất thực như một dịp để các bá tính có thể tích lũy công đức cho cuộc sống của mình. Đức Phật cho rằng đấy là công đức vô lượng, không chỉ tích lũy cho cá nhân mà còn tích lũy cho cả gia đình của họ và được hưởng ở nhiều đời sau kiếp sau. Những người dân Phật tử ấy có thể là những người nghèo về vật chất, nhưng đời sống tinh thần của họ luôn được ơn phước của Đức Phật. Việc thí thực hàng ngày giúp cho tâm tính của các Phật tử tại gia trở nên bình an, thanh thản và luôn vui vẻ. Tâm tính ấy được hun đúc và nuôi dưỡng từ ngày này sang ngày khác sẽ làm cho những thói xấu bên trong mỗi người được đẩy lùi, thay vào đó là sự phát triển của những đức tính tốt đẹp. Khổng Tử quan niệm rằng nhân chi sơ tính bản thiện, có nghĩa là bản chất con người khi sinh ra đã là rất tốt, do vậy cần phải khơi gợi, tạo điều kiện để bản chất ấy có cơ hội nảy nở trong tâm của mỗi người. Chỉ có như thế thì cuộc sống của con người ngày ngày đều là niềm vui và xã hội cũng sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Đây cũng chính là mục đích mà nét sinh hoạt này muốn hướng đến. Ý nghĩa của việc đắp y và khất thực. Ăn mặc là hai trong bốn nhu cầu căn bản trong đời sống, cùng với ở và đi lại. Khi ăn mặc được thực hành với kỷ luật tập trung thì chúng trở thành biện pháp tu tập trên con đường tìm kiếm chân lý. Kinh Kim Cang có viết, thuở nọ Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ cấp Cô Độc, nước Xá Vệ cùng với chúng đại tỳ kheo, 1250 người cùng hội. Bấy giờ gần đến giờ ăn, Thế Tôn đắp y cầm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Trong thành, Đức Phật theo thứ tự ghé từng nhà, khất thực xong trở về tịnh xá, dùng cơm rồi cất y bát. Sau khi rửa chân xong, Đức Phật trải tòa mà ngồi. Đoạn văn mở đầu Kinh Kim Cang trên mô tả một cách sinh động tập quán sinh hoạt thời Thế Tôn, cụ thể là thói quen ăn và mặc. Thói quen ấy vẫn còn lưu truyền ở một số quốc gia theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy như là Thái Lan, Sri Lanka, Campuchia. Đứng ở góc độ văn bản, đoạn văn tiết lộ một cách sơ lược về văn hóa ăn và mặc lúc bấy giờ. Về văn hóa mặc, tăng lữ sử dụng tấm vải phủ lên người, đắp y. Tất nhiên trong Kinh Kim Cang chưa miêu tả cụ thể về việc đắp y, nhưng trong Tương Ưng Bộ Kinh và Luật Tạng Pali có quy định rõ. Ngày nay Tăng đoàn Phật giáo Nam Tông vẫn còn duy trì quy định đắp y này. Riêng về văn hóa ăn, tăng lữ sử dụng chiếc bát đi khất thực. Cách khất thực là ghé từng nhà chứ không có sự lựa chọn. Khất thực xong thì trở về tịnh xá dùng cơm. Qua đoạn văn mở đầu Kinh Kim Cang, ta thấy văn hóa ăn mặc thời Thế Tôn vô cùng giản dị. Tài sản của tăng lữ thể hiện thông qua văn hóa ăn mặc có mỗi tấm áo choàng và chiếc bát. Bởi vậy mà hai vật dụng này đã trở thành pháp bảo trong quá trình truyền thừa suốt hàng ngàn năm, dần trở thành nghi thức truyền y bát. Như vậy, ăn mặc không chỉ là nhu cầu căn bản trong cơ sở tín ngưỡng Phật giáo, mà còn đóng vai trò thực hành việc tu tập.
tác phẩm Những Câu Chuyện Về Thiền của tác giả Mộ Cư Vân có kể rằng, có một thanh niên mới học tới tham vấn thiền sư Triệu Châu. Chàng trai đó hỏi, thưa thầy, con là một kẻ cầu đạo vừa nhập môn, thành thật xin thầy chỉ bảo cho một vài kỹ năng đặc biệt. Triệu Châu hỏi, con đã ăn sáng chưa? Chàng trai trả lời, dạ con ăn rồi. Triệu Châu hỏi, vậy con đi rửa bát đi. Chàng trai bảo, con rửa xong rồi thưa thầy. Triệu Châu nói, thế con đi quét sân nhé. Đến đây chàng trai tỏ vẻ thất vọng và nói, chẳng lẽ ngoài rửa bát quét sân ra thầy chẳng còn thiền pháp gì để dạy con sao? Nghe vậy Triệu Châu trả lời, ta chẳng biết có gì nằm ngoài rửa bát, quét sân mà gọi là thiền pháp nữa. Trở lại phần mở đầu nằm ngoài nội dung Kinh Kim Cang, có thể thấy rằng đoạn mô tả Thế Tôn Đắc Y bưng bình bát đi khất thực trở thành một điểm nhấn quan trọng trong quyển kinh. Qua đó, đệ tử của Ngài bấy giờ thấy được tầm quan trọng của nếp ăn mặc trong sinh hoạt tăng đoàn, cũng như là một công cụ hữu ích nhằm mục đích tu tập. Họa sĩ học giả nổi tiếng Tưởng Huân người Đài Loan từng ao ước một ngày có thể bưng chiếc bình bát lê đôi chân trần dẫm đạp lên mặt đất dơ bẩn của một khu chợ để đi khất thực. Khi nhận từng miếng ăn bố thí từ bá tính, liệu cái bản ngã cứng đầu của cá nhân có còn ngoan cố? Ông kể rằng một người học trò của mình từng trải nghiệm cảm giác này tại đất nước Sri Lanka và cậu ta thực sự đã xúc động mãnh liệt trong giây phút ấy. Tưởng Huân nói thêm rằng, cái tôi là một thứ ương bướng khó trị nhất. Nó ví như kim cương bất hoại, đặc biệt với những cái tôi của người có học thức bậc trưởng giả. Đằng sau nó ẩn chứa rất nhiều vỏ bọc vô hình vây hãm, bám riết một cách khéo léo, từ tự cao, kiêu ngạo cho tới biểu hiện nhún mình khiêm nhường. Đối với người có học, dù trải qua tu dưỡng, biết thực hành bài học về luân lý, thói khiêm cung, nhưng bản chất vẫn tự cho mình thanh cao, ở trên kẻ khác. Đằng sau mọi hành vi là một cái tôi ương bướng, khó tính, khó đoạn. Kinh Kim Cang được coi là một trong những bộ kinh quan trọng, đóng vai trò khai ngộ cũng như xuất phát bởi mục tiêu nhắm thẳng vào bản tính, bản ngã của con người. Bằng biện pháp hóa duyên, thực hành các bước đoạn trừ cái tôi, hành giả vừa nhận thí thực, vừa bố thí pháp cho bá tính. Kinh Kim Cang đặt ra mục tiêu đoạn trừ cái tôi như một sứ mệnh tối hậu. Có lẽ vì thế mà mở đầu buổi thuyết kinh này, Thế Tôn đã dạy đệ tử cũng như người tu sau này đến với bài học thực hành văn hóa ăn mặc vô cùng giản dị, minh triết. Khi đưa văn hóa ăn mặc vào nếp sống kỷ luật của tăng đoàn để mở đầu Kinh Kim Cang, đồng nghĩa với việc đưa chúng ta trở về nếp sống kỷ luật thời chánh pháp, đồng thời tiếp cận chân lý một cách trực tiếp, giản dị. Theo đó, trước khi bắt đầu buổi giảng pháp, Phật Đà cũng giống như đệ tử của mình khoác áo, bưng bát, ghé từng nhà khất thực. Ở đây cần nhấn mạnh chi tiết Thế Tôn, ghé từng nhà. Nếu một người có đầu óc thực dụng, muốn đạt được mục đích nhanh chóng, họ chỉ cần ghé những nhà hảo tâm, rồi về dùng chay, chứ đằng này Thế Tôn gõ cửa từng nhà, theo đó còn bố thí pháp cho họ. Cùng một lúc, Thế Tôn dạy chúng ta hai cách thức năng đoạn kim cương, nhận thí thực và bố thí pháp. Việc làm trên của Thế Tôn ngoài nhằm vào mục đích thực hành chính pháp còn tạo ra quy củ không thể bỏ qua. Vì thế cử chỉ đắc y, tức là khoác tấm choàng lên người và bưng bình bát đi khất thực, trở thành bài học vượt ra ngoài hành động thông thường mà cũng chính là hoạt động bình thường của người tu. Sau khi Thế Tôn về tịnh xá dùng cơm, cất y bát rồi rửa chân trải tòa ra ngồi, thì vị trưởng lão Tu Bồ Đề mới đưa ra yêu cầu nội dung buổi giảng pháp. Theo đó, Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chạch áo bên vai hữu, gối bên hữu, quỳ sát đất, cung kính chắp tay mà bạch cúng Đức Phật rằng: Hy hữu thay Đức Thế Tôn, Đức Như Lai khéo hay hộ niệm các vị Bồ Tát và khéo thay phó chúc cho các vị Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn: Trang thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thời phải trụ tâm như thế nào, nên hàng phục tâm mình như thế nào? Tuy không phải là một nội dung nằm trong chủ đề của video ngày hôm nay, nhưng xét thấy tầm quan trọng của nó, đặc biệt liên quan đến hoạt động thuyết pháp, giáo dục tăng đoàn, giới cư sĩ thời Đức Phật, nên làm vấn bàn ở đây. Việc giáo huấn bây giờ đã dựa trên nền tảng người học đề xuất nhu cầu, người dạy triển khai nội dung trên cơ sở đáp ứng nhu cầu người học. Phương pháp giáo dục này đã được triển khai từ thời Đức Phật, chứng cứ của nó vẫn còn nằm nguyên trên đoạn văn mở đầu Kinh Kim Cang. Như vậy thì việc dạy nhằm đáp ứng nhu cầu
xuất phát từ thực tiễn chính là một đặc điểm trong giáo dục Phật giáo. Bên cạnh đó thì ăn mặc là hai trong bốn nhu cầu căn bản trong đời sống, cùng với ở và đi lại. Khi ăn mặc được thực hành với kỷ luật tập trung thì chúng trở thành biện pháp tu tập trên con đường tìm kiếm chân lý. Những trăn trở về hạnh khất thực trong thời đại mới. Khất thực là một văn hóa truyền thống đẹp của Phật giáo. Vậy có nên cấm hay không? Hay phải làm như thế nào? Đây là một câu hỏi lớn trong thời đại mới, thời đại của tri thức, của khoa học kỹ thuật đang phát triển. Bên cạnh đó thì giáo dục đạo đức cũng được xã hội quan tâm. Ở những vùng nông thôn, đặc biệt là khu vực Tây Nam Bộ, hình thức sinh hoạt khất thực vẫn còn, nhưng đã có nhiều sự thay đổi. Một số khu vực, những gia đình Phật tử sống quanh các chùa tịnh xá sẽ phân công nhau, chia nấu thức ăn cúng dường cho các sư. Từng nhà tự biết chia nhau để phụ trách nấu cơm cũng như đồ ăn, đem tới chùa cúng cho các tăng ni hoặc là sớt bát cho chư tăng ni trước chùa. Nhà này nấu cơm, nhà khác nấu canh hoặc đồ ăn, cứ thế thay phiên nhau xoay vòng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vào các lễ lớn như rằm tháng 4, rằm tháng 7, hình ảnh chư tôn, đức tăng, ni mặc y phục màu vàng, đi thành từng đoàn một cách ung dung thong thả trên khắp các nẻo đường nhận thực phẩm chay hoặc bánh trái của Phật tử cúng dường mà không nhận tiền hay đồ ăn mặn khiến cho nhiều người không khỏi bỡ ngỡ. Điều này không phải là ngạc nhiên vì ai cũng biết việc nhiều người giả dạng nhà sư đi vào chợ hay các chỗ đông người để xin đã khiến cho Phật tử và cộng đồng cảm thấy khó chịu và không thích. Vì thế mà hình ảnh đoàn chư tăng đi nhẹ nhàng và oai nghi chỉ nhận thực phẩm như trên khiến họ cảm thấy lạ và kính trọng. Một số ít quý sư đi khất thực để họ thọ nhận thực phẩm, tuy nhiên không có nhiều, và quý sư này đi rồi về cũng chia cho các sư ở tịnh xá, sau đó cũng lãnh cơm nấu tại chùa để cùng ăn với đại chúng. Còn lại đa số ở các tịnh xá hiện nay, Phật tử về tại đây nấu cơm và thức ăn, sớt bát để quý sư đọ ngộ, chứ không cần đi khất thực. Nguyên nhân là do ở thành thị, đường xá xe cộ đông đúc nên việc tiến hành đi khất thực là khó thực hiện. Các sư đa số là những tu sĩ trẻ còn đi học, hoặc các vị lớn tuổi đạo có nhiều hoạt động Phật sự phải làm nếu không đi khất thực được. Tiếp đó, hành động này đang bị các đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi cho bản thân, vì thế đa số quý sư không đi khất thực. Riêng tại các tịnh xá của hệ phái khất sĩ hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh đều đã có xây dựng khu vực bếp núc, nơi đây các Phật tử sẽ đến để nấu ăn hoặc mang thực phẩm cúng dường đến cho các sư sử dụng vào buổi trưa. Hình thức khác đó chính là các Phật tử gom góp tiền rồi nhờ người làm công quả ở chùa nấu thức ăn dâng cúng cho các sư. Còn lại, hoạt động khất thực đối với đông tăng ni trong thành phố chỉ diễn ra vào dịp lễ lớn hoặc là các ngày kỷ niệm. Các sư sẽ đi khất thực các tuyến đường quanh khu vực tịnh xá và lên kế hoạch từ trước. Do đó, hoạt động này chỉ còn là hình thức tượng trưng để các sư nhớ lại truyền thống đi khất thực từ thời xa xưa, nên thực phẩm được cúng ở đây không phải là thức ăn, mà đa số là những chiếc bánh, cái kẹo hay một loại trái cây nào đó. Nạn giả danh nhà sư đi khất thực tại thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh đã vô tình làm xấu đi hình ảnh tôn nghiêm của người tu hành trong xã hội, đồng thời khiến cho việc được cúng dường, chia sẻ và gần gũi giáo lý nhà Phật của Phật tử đang ngày càng bị ảnh hưởng. Chính thực trạng này đã khiến cho Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1983 đã đưa ra một thông bạch về việc giải quyết tệ nạn khất thực không đúng pháp nhằm giải quyết vấn đề này. Như vậy, có thể xem giai đoạn đầu trong những năm 80 của thế kỷ 20 là giai đoạn khất thực giả phát triển và gây ảnh hưởng đến hình ảnh các nhà sư trong lòng bá tính. Tuy nhiên, thông bạch này tuy được đưa ra nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả gì. Nạn khất thực giả vẫn tồn tại và phát triển. Do đó, vào ngày 25 tháng 9 năm 1989, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nghị quyết về việc giải quyết vấn đề tệ nạn khất thực phi pháp. Khi đó, nghị quyết đề ra việc thành lập Ban Kiểm Tăng, Thành hội Phật giáo để trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện trên địa bàn thành phố và các quận huyện. Đồng thời, Ban Trị sự Phật giáo 17 quận huyện có kế hoạch cụ thể cho đơn vị mình phối hợp với các ngành chức năng, ban quản lý các chợ trên phương án cho từng nơi, từng điểm triển khai, thống nhất, thành hành động để đạt được kết quả cao nhất. Giáo hội cũng đề nghị ban chức năng quan tâm hơn, có phương án tích cực hơn, giúp những người giả dạng tu sĩ đi khất thực phi pháp, phi thời được hoàn lương, biết lao động sản xuất,
có công ăn việc làm, trở thành những công dân tốt cho xã hội và để tạo điều kiện môi trường thuận lợi, thực hiện các điều trên. Tăng ni phái Nam Tông và khất sĩ không đi khất thực trong đợt đầu 6 tháng. Đây là những cố gắng mà giáo hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm giải quyết vấn đề này. Theo như nghị quyết, vấn đề cốt lõi để nảy sinh tình trạng khất thực giả chính là do cuộc sống của người dân còn có nhiều khó khăn. Do đó, một khi chính quyền có hướng giải quyết việc làm cho những đối tượng này thì sẽ ngăn chặn được tệ nạn khất thực giả. Tuy nhiên, chủ trương đưa ra, lãnh đạo của các hệ phái chấp hành, nhưng vấn nạn sư giả vẫn tồn tại mãi đến ngày nay chưa có gì thay đổi. Đối với những vị xuất gia theo Phật giáo, trong tâm thức của mỗi người, khất thực là một biểu tượng đặc trưng của Phật giáo. Hoạt động này nhằm xả bỏ cái ngã của bản thân trên con đường tu tập đi đến sự giải thoát. Những tăng ni dù độ tuổi nào cũng đều mong muốn được ôm bát đi khất thực. Đại đức Minh Phú, Tịnh xá Ngọc Chánh Bình Thạnh cho biết, ngay từ khi còn sa di, tôi đã đi khất thực. Tôi còn nhớ một kỷ niệm, đó là trong một lần tôi gặp một bé gái, bé ấy cầm 20.000 ra bỏ vào bát. Tôi nói chứng minh công đức của bé, nhưng sư không nhận tiền, chỉ nhận thực phẩm chay. Bé gái chạy vào nhà và kêu lên, bà ơi là sư thật đấy. Tôi lúc đó nghe nhà bên nói, thời này làm gì có sư thật. Sau đó một cụ bà bước ra và bạch, bạch đại đức, ngài ở đâu mà đi khất thực ở đây? Tôi đáp, trò ở Tịnh xá Ngọc Chánh. Bà bảo, ở Ngọc Chánh giờ còn sư trẻ thế này và đi khất thực sao? Lâu nay con bị đau chân, không đi lên đó được. Trước đây con và nhiều người bạn thường hay lên và hộ trì rớt bát cho quý sư trên đó, cũng như khi đi khất thực. Đã lâu rồi con không thấy quý sư. Ở đây lâu lâu cũng có người đi khất thực nhưng họ nhận tiền. Giờ con thấy đại đức hành trì đúng với pháp của trưởng lão, con mừng và hạnh phúc lắm. Đại đức đợi con chút. Sau đó bà cụ vào nhà lấy chén cơm và rớt theo đúng cách của người Phật tử khất sĩ với một tấm lòng thành kính đối với quý sư. Giờ bà cụ đã mất, nhưng con cháu vẫn thường hay đến Tịnh xá lễ Phật. Từ đó, sư luôn đi khất thực, dù có sao cũng đi, chỉ khi bận quá không đi được thì mới không đi mà thôi. Theo Đại Đức Minh Phú, việc đi khất thực của sư ở các tuyến đường của phường 24 quận Bình Thạnh đã tạo nên những biến chuyển. Trước đây, một số người già cũng đi ở đây, nhưng từ khi các sư đi thì không ai cho nữa, vì thế không ai tới đây cả. Ngay chính công an khu vực như là anh Công, anh Hùng, khi thấy các sư đi khất thực cũng đến cúng dường vào bình bát của quý sư thực phẩm. Không chỉ thế, nhiều vị theo các tôn giáo khác hay các vị chính quyền thấy các sư đi cũng phát khởi lòng thành kính cúng dường thực phẩm vào bát. Sư nghĩ mình lấy cái đúng ra cho mọi người tự nhận thức được cái gì sai, cái gì đúng thì chắc chắn cái sai sẽ không có đất để mà sinh trưởng. Đại đức Minh Phú đã nhấn mạnh. Hay ở Tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, ni sư Trọng Liên 82 tuổi vẫn ngày ngày đi khất thực. Ni sư cho rằng mình đi đúng theo luật pháp, không làm gì sai hết, chỉ nhận đồ ăn chay thôi thì ai mà bắt. Nếu không đi tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó trong cuộc sống tu tập của mình. Ngay trong giới tăng ni sinh trẻ cũng có nhiều vị mong muốn được đi khất thực. Một trong những lý do được đưa ra, hoạt động này đem lại niềm an vui hạnh phúc cho người cúng và sống đúng như thời của Phật, giữ gìn truyền thống ngày xưa, theo lời của Đại Đức Thích Giác Thuận, chùa Linh Quang, quận Bình Thạnh. Bên cạnh đó thì các vị tăng ni đều cho rằng chúng ta nên có chế tài quản lý cụ thể để kẻ xấu không thể lợi dụng danh nghĩa, hình tướng khất thực của người tu làm những hành vi xấu, chứ việc khất thực là truyền thống của chư Phật không thể bỏ được. Không chỉ thế, ở các khu vực như Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, các tỉnh Tây Nguyên hay khu vực Tây Nam Bộ, các sư Nam Tông Việt, Nam Tông Khmer và các sư thuộc hệ phái khất sĩ vẫn đang duy trì truyền thống khất thực trong đời sống tu học mỗi ngày. Việc tu học theo truyền thống này đã đem lại nhiều lợi lạc trong công cuộc hoằng pháp, đem đạo vào đời mà chư Phật, các trưởng lão đã thực hiện qua bao đời. Mặc dù giáo hội và chính quyền có những chính sách và biện pháp để ngăn chặn, hạn chế các sư đi khất thực, nhưng một khi người dân còn chưa hiểu rõ được vấn đề thì khó mà có thể dẹp được tệ nạn này. Để hạn chế và ngăn chặn tệ nạn này thì đòi hỏi không chỉ sự nỗ lực của giáo hội mà còn là sự hợp tác của các cơ quan chức năng.
Nhưng dù cho hai bên có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa mà không có sự hiểu biết về ý nghĩa cũng như các quy định về cách đi khất thực để có sự chung tay của các bá tính thì không bao giờ giải quyết được triệt để vấn đề này. Phật tử là người trực tiếp cúng dường cho các nhà sư nên một khi họ được trang bị đầy đủ kiến thức về hình thức khất thực thì sẽ góp phần lớn trong việc đẩy lùi tệ nạn khất thực giả. Khi đi khất thực, các nhà sư chỉ nhận được thức ăn, không được nhận tiền. Nhưng vẫn có một số bá tính cúng tiền cho các nhà sư khi đi khất thực mà không biết quy định là không được nhận tiền. Do đó nhiều người có suy nghĩ nếu không có thức ăn để cúng hay đi làm không mang gì theo thì có thể cúng tiền để các vị sư muốn ăn gì thì dùng số tiền đó mà mua. Chính từ khi đồng tiền thay thế cho thực phẩm để trở thành hình thức cúng dường mới thì khi đó tệ nạn khất thực giả cũng xuất hiện. Khi đó lòng tốt của bá tính vô tình trở thành kẻ tiếp tay cho những phần tử xấu trục lợi. Cho nên, muốn giải quyết tệ nạn này thì ngoài việc giáo dục cho bá tánh rõ về hình thức sinh hoạt này thì ngay chính bản thân của mỗi bá tính khi cúng dường cho những người đi khất thực cũng chỉ nên cúng thực phẩm mà không nên cúng tiền. Chỉ có khi đó thì mới dẹp được tệ nạn này. Dù thấy rõ nguyên nhân xuất phát, việc vì sao có nhiều sư giả đang diễn ra ngoài giáo hội thì kêu gọi các sư không đi khất thực nữa. Tuy nhiên khất thực là một văn hóa truyền thống đẹp của Phật giáo, vậy có nên cấm hay không, hay phải làm như thế nào? Đây là một câu hỏi lớn trong thời đại mới, thời đại của tri thức, của khoa học kỹ thuật đang phát triển. Bên cạnh đó thì giáo dục đạo đức cũng được xã hội quan tâm, vậy nên truyền thống khất thực nên duy trì trong đời sống tu học hay chỉ nên diễn ra hình thức mà thôi? Vậy 13 hạnh đầu đà là gì? Trong hàng đệ tử Phật, tôn giả Đại Ca Diếp đã trọn đời giữ hạnh đầu đà. Theo tài liệu đạo Phật, pháp hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não với 13 hạnh đầu đà bao gồm hạnh mặc y phấn tảo, nghĩa là vải may y nhặt ở lề đường, nghĩa địa, đống rác. Hạnh ba y nghĩa là sử dụng những miếng vải chắp vá lại thành y, chỉ dùng ba y, không nhận thêm y thứ tư. Hạnh khất thực nghĩa là dùng thức ăn bằng cách đi xin, xin ngày nào ăn ngày đó, không để dành. Hạnh khất thực từng nhà nghĩa là đi khất thực theo thứ tự, không phân biệt giàu nghèo. Hạnh nhất tọa thực nghĩa là ngồi ăn chỉ một lần, khi đã đứng lên rồi thì không ngồi xuống ăn lại, hoặc không ăn nhiều lần trong ngày. Hạnh ăn bằng bát, chỉ ăn thức ăn, ăn xin được trong bình bát, không nhận bát thứ hai. Hạnh không để dành đồ ăn, không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong. Hạnh ở rừng, nghĩa là chỉ ở rừng, không ở làng xóm. Hạnh sống bên gốc cây, nghĩa là chỉ ở gốc cây, không sống ở nhà. Hạnh ở giữa trời, nghĩa là chỉ ở ngoài trời, không sống trong nhà, dưới tán cây. Hạnh ở nghĩa địa, nghĩa là chỉ sống ở nghĩa địa. Hạnh nghỉ chỗ nào cũng được. Hạnh ngồi không nằm, nghĩa là chỉ ngồi không nằm, khi ngủ cũng trong tư thế ngồi. Quý vị thân mến, đối với chúng ta, khi thấy một vị sư đi khất thực, có thể bố thí cho các vị ấy đồ ăn, thức uống, nhưng tuyệt đối không được cúng tiền, vì cúng tiền cho những vị đi khất thực là không đúng pháp. Mặt khác là tiếp tay cho nạn giả sư hoành hành, lợi dụng sự kính tín của Phật tử để tư lợi và làm tổn hại chánh pháp.